Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay cái clip này thì Minh sẽ làm để nói chuyện và tâm sự với anh em. Có những chuyện là mình phải nói ra. Đó. Thì hôm nay Minh sẽ nói cho anh em về cái vấn đề là đam mê chơi xe cách của Minh là như thế nào. Có nhiều anh em có rất là nhiều cái comment là mình đã xóa hết rồi. Thì người ta sẽ nói Minh anh không như idol này, không như cái idol kia, anh không bạo lực đồ này nọ. Giờ thử hỏi anh em, 10 người làm YouTube, 10 người đều ra đường test max speed, chạy tốc độ lạng lách thể hiện, thì người ta nhìn vô cộng đồng chơi xe mình nó sẽ như thế nào? Rồi cái thứ hai là đi so sánh giữa người này với người kia. Rồi thậm chí là có người sao nói những cái từ khó nghe đó. Rồi thì bây giờ Minh sẽ kể cho anh em một câu chuyện tại sao mà Minh lại ít chơi với idol. Câu chuyện này nó xảy ra từ 2 năm trước, khi mà Minh ít làm YouTube, hầu như là không quan tâm tới YouTube. Thì bạn thân của Minh là Thái Dúi, mới quen với lại một mới thích một idol, mới hẹn idol đó ra để quay chiếc xe đời cũ á, một chiếc xe đời cũ. Nói chung mình không muốn nhắc tên những người đó. Đó mình nói thôi. Thì mình bản thân của mình ra thì mình ra mình quay chơi cho vui thôi, thì anh em giao lưu vui vẻ, tính mình thì anh em biết rồi. Mình rất là quý trọng anh em. Đó, rất là vui vẻ. Thì quay rồi bình thường thôi, xong rồi về thì idol mới nói là tụi em quay ảnh hưởng tới hình ảnh của anh. Mà mình nghĩ cái hình ảnh gì đâu anh em. Thì anh em giao lưu chiếc xe vui thôi, giống như anh em qua bên mình á. Thì mình cho chụp hình quay thoải mái luôn. Nói chung là chiếc xe đối với mình nó không là cái gì hết á. Nhưng mà người ta lại nghĩ là hình ảnh này, hình ảnh nọ. Đó, thì từ đó thì mình cảm thấy là mình nói từ thực tế đó. Mấy thằng idol này sống ảo quá, kiểu thể hiện quá. Tại vì nó nghĩ mình là không, mình không có là cái gì á. Đó, thì từ đó mình ít tiếp xúc lại, ít tiếp xúc lại, và mình tự tạo một cái sân chơi cho chính những anh em mình chơi đó. Còn về review xe, mấy bạn bớt so sánh đi. Nói thiệt, review xe bạn bớt so sánh đi. Giữa một người review vì cái đam mê mua xe về để review, là mình muốn tháo cái gì mình tháo, mình muốn chạy cái gì mình chạy, mình muốn làm cái gì mình làm. Và giữa một người đi mượn người ta review chạy sợ con xe nó bị cái gì đó, thì đương nhiên Minh vẫn luôn ủng hộ những anh em mượn xe review. Tại vì người ta có cái lòng, người ta muốn đem đến những cái trải nghiệm cho anh em. Nhưng mà có nhiều người review lại chém gió quá, rồi thể hiện cái tôi của mình quá. Đó, mà trong khi mình lại xe mượn. Mà những bạn fan của những bạn đó lại khị một người là mua xe về để review. Hai cái đẳng cấp nó hoàn toàn khác nhau. Một người mua về để cho anh em những cảm nhận thực tế, thậm chí cho anh em chạy thử, còn một người đi mượn xe review mà anh em so sánh, anh em vô binh cái người mình thích, đúng không? Hai đẳng cấp khác nhau. Rồi thì đi vô đây. Thì một cái mà tiếc nuối nhất của mình đó là vì dịch. Tại vì mình có chuẩn bị một cái dự án, khi mà chưa có dịch mình có chuẩn bị một cái dự án là để cho anh em mình có cái sân chơi bự hơn, đó là mở một cà phê xe. Nhưng mà bây giờ vì dịch, cà phê xe có nghĩa là mình mua nhiều dòng, ví dụ như bên Đức, R1, Ducati, để đó cho anh em tới, để những anh em mà người ta chưa có gọi là điều kiện hoặc đam mê, người ta có thể chụp hình một cách tự tin hơn. Nhưng mà bây giờ vì dịch quá và gia đình mình có một số biến cố nhỏ nhỏ, cho nên là không có làm được cái đó cho anh em, thì nó hơi bị tiếc nuối. Dạ, hơi bị tiếc nuối. Và mình đam mê xe là đam mê như thế nào? Có nghĩa là mình đam mê từng con xe, từng cái chi tiết của xe, chứ không phải là mua mỗi con xe về rồi ra đường nẹt bô thể hiện là mình là đẳng cấp, là mình là này nọ. Đó, mình mê xe là mình mê các chi tiết máy của nó, cái kiểu dáng của nó, bất kỳ con xe nào mình cũng mê. Và mỗi con xe nó có mỗi thế mạnh riêng, mỗi cái địa điểm hay riêng. Nếu như mình giỏi thì mình đã là kỹ sư rồi, chứ không phải là một YouTuber.
những người kỹ sư người ta đặt hết niềm tin, đặt hết kiến thức vô một con xe để đem tới mình là người tiêu dùng. Thì Minh là người tiêu dùng thì Minh thấy những con xe nào đẹp thì Minh thích đó. Còn nếu như mà giỏi là đã làm kỹ sư rồi chứ không phải là lên mạng để chém gió đâu à. Và bất kỳ xe nhỏ hay xe lớn, bởi vì sao mình luôn lúc nào nhà cũng có những con xe nhỏ, tại vì á không phải anh em nào mà người ta cũng kiểu là có đủ điều kiện để chơi xe lớn, thì mình phải về những xe nhỏ này để anh em qua, anh em có thể ướm thử, rồi anh em có thể ngắm thử coi thử nó có vừa với mình không, rồi coi thử nó có hợp với mình không. Thì ở đây Minh à, chính Minh muốn tạo một cái sân chơi cho anh em, thì Minh có cho anh em đỡ ngại hơn, đó là rửa xe. Rửa xe chỉ lấy anh em 50k thôi, thiệt sự luôn, một chiếc xe mình rửa 50k là trong vòng 1 tiếng đồng hồ thì á không đủ trả tiền lính luôn, không đủ trả tiền nhân viên luôn. Nhưng mà mình muốn làm như vậy để làm sao, để phục vụ những người đã xem clip ủng hộ mình đó, gọi là một cái gọi là tri ân cho những anh em. Với lại một phần là người ta sẽ tới đây chơi, người ta đỡ ngại hơn. Ví dụ người ta chạy có một chạy chiếc Winner X hay là chạy chiếc xe gì đó, người ta tới đây người ta sẵn rửa xe, sẵn người ta ngắm xe, người ta đỡ ngại hơn đó. Thử hỏi các idol của mấy em á, mấy cháu á, người ta có làm được như vậy không, có ngồi rửa từng con xe không? Và đây khi mà rửa con xe nó sẽ như thế nào thì nó có qua rất là nhiều chi tiết. Đây dung dịch rất là nhiều, và xe của Minh xài cái gì á, đây là dung dịch rửa sên nè, xe của Minh xài cái gì thì Minh sẽ làm cho anh em cái đó. Đó anh em nghĩ đi, 50k đó là không đủ để trả tiền cho nhân viên nữa đó. Cho nên á, Minh nói anh em là mình quý anh em ở chỗ đó, cái tiền bạc nó không nói lên tất cả đó, chủ yếu là 50k là chỉ để lấy cho vui thôi, chứ anh em đừng có nghĩ là nhiều người lại nói là thằng này rửa xe để lấy tiền. Đây để cho anh em thấy có nội tiền dung dịch không có đủ 50k, mà đây là rửa sên nè. Rồi đây á là cái mình chà ốc cho anh em, có nghĩa là rửa xe là chà từng con ốc luôn nha, chứ không phải là lấy rồi xịt rồi lại lấy anh em 50 ngàn nha, chào anh em. Và đây là một số dụng cụ rửa, nói chung là có những thứ mình phải chế để mình thọt sâu vô trong. Đây ví dụ như cái này, còn cái này là để mình chà cái bánh xe cho anh em. Nói chung xe mình chăm sóc sao thì mình sẽ chăm sóc cho anh em vậy. Còn cái này là sẽ chà những cái góc nhỏ, cái này chà vô mâm, thì cái này chà xe thì khỏi nói ai cũng biết rồi. Còn cái này là để chà ghi những phần ghi đông, mà những phần mà mình khó len lỏi vô á, có những cái cọ đó mình chỉ cọ mình chà nè, đó anh em thấy không, cái này để lấy sạn lấy đá rồi cho anh em. Còn nhiều nữa đây đó, còn rất là nhiều đó. Thì quá trình rửa chiếc xe nó vậy đó, nó rất là anh em qua thì cũng biết rồi. Nhiều anh em nói sao mà rửa kỹ vậy, thì phải rửa kỹ cho anh em, tại vì anh em là những người đã từng subscribe kênh của mình, đăng ký kênh của mình đó và ủng hộ mình đó. Rồi idol của mấy em á có làm được cái gì không, hay là người ta luôn lúc nào cũng thể hiện mình là đẳng cấp, mình là một cái ở thế hệ khác. Còn Minh tại sao Minh làm như vậy, chốt hạ câu tại sao Minh làm như vậy, tại Minh là người thường. Minh anh em tới đây với Minh là anh em, chứ không phải là khoảng cách là ngôi sao idol gì đó. Có cái gì đâu, có cái mẹ gì đâu mà idol, phải thiệt anh em. Có con xe thôi à, con xe chạy ra đường nẹt bô thì tự nhiên gọi là idol. Quan trọng là cách sống với nhau thôi anh em, mà quan trọng là cách sống với nhau như thế nào thôi. Còn cái lịch sử mà mình kể ngay từ đầu clip thì anh em cũng biết rồi. Thì mình thấy là sao về nói thái dúi là thì mình cũng thấy tội thái dúi đó. Rồi rửa xong phải rửa sên, rửa dưỡng sên cho anh em luôn, chứ không phải là rửa không đâu. Rửa xong là phải dưỡng sên cho anh em nữa, là combo như đó là anh em thấy là nó đã như thế nào rồi đó. Thì anh em rửa xe anh em phải đương nhiên phải đầu tư máy móc máy thổi máy đồ, thì như đây là đủ chơi đó, dư sức rồi. Cái này là gọi là dưỡng lớp trước rửa xe đó. Anh em nào qua mà thấy rửa xe là biết à. Rồi còn cái nữa là đón tiếp anh em nữa, có nghĩa là anh em ở xa tới, chúng ta có thể làm cái gì, chơi game, đá bét, đá free fire, alo đá free fire đó. Rồi anh em có thấy là cảm giác là mình chơi giống như là một gia đình không, giống như là anh em, không có khoảng cách gì hết đó. Đó
Nếu như mà sau này hết dịch bệnh á, thì hy vọng mình sẽ làm một cái nơi đẹp hơn để cho anh em chơi, anh em uống cà phê rồi này nọ. Nhưng mà bây giờ quá trình dịch bệnh nó quá ghê rồi, nó quá kinh khủng rồi, nhưng mà mình vẫn cố gắng duy trì cho anh em, duy trì để cho anh em có một nơi chơi vui vẻ, hòa đồng. Những anh em nào mà đã chơi với mình rồi á, thì anh em sẽ biết tính. Và nhiều khi á, anh em gọi mình không có được. Bởi vì sao? Bởi vì anh em tới đây mình rất là tiếp, mình tiếp này tiếp nọ, cho nên là nhiều khi là không có nghe cái điện thoại của anh em gọi được. Mong anh em thông cảm. Đó, cái đó là một cái, thì mình bận rất là nhiều việc. Và mấy cái mà khỉ khiết luôn á thì mình không có đọc luôn. Tại vì thời gian rất là, thời gian dành cho công việc rất là nhiều, và dành cho mọi người yêu quý mình tới đây chơi với mình rất là nhiều, thì người ta gửi qua cho mình thôi, người ta gửi qua cho mình thôi. Nó nhiều thằng khỉ vui lắm em. Nghe nói idol mấy trăm xe rồi này nọ, thì đúng rồi, người ta mấy trăm xe, còn mấy bạn có bao nhiêu xe, đúng không? Mấy bạn có bao nhiêu xe mà mấy bạn đi so sánh, mấy bạn đi so sánh người này với người kia. Tự nhiên đi so sánh một đứa đi review xe, mượn xe, với một thằng đi mua xe để về review chia sẻ lại cho anh em. Nó hai cái đẳng cấp nó trên lệch luôn. Mấy cháu mà hay comment như vậy vô kênh mình, nó biết mình nghĩ sao. Idol của mấy bạn á, mình nhìn giống như là mấy đứa nhỏ nhỏ ngoài đường chơi xe vậy đó. Thiệt luôn á, nó không có là cái gì luôn mà mấy bạn vô comment, mấy bạn thể hiện nó làm gì. Đó, mấy bạn hãy giữ lại một cái gì đó để sau này á, mấy bạn qua mình, mấy bạn muốn chụp hình với xe, mình vẫn vui vẻ luôn. Thiệt sự mình không có ghét ai hết đó. Đó, cho nên khi mình mà phát ngôn ra cái gì đó thì mình phải suy nghĩ cho kỹ. Suy nghĩ cho kỹ người đó ở đâu, người đó như thế nào. Đó, còn về mà đối xử với anh em á, thì những anh em qua biết rồi, không có bỏ sót anh em nào. Thậm chí có những anh em chưa có xe còn đi học qua đây, mình vẫn bỏ thời gian để tư vấn anh em. Ừ, sau này em cần lên con này, con nọ, con kia. Đó, như vậy mới là chơi xe chứ. Tự nhiên cầm, bây giờ tự nhiên cầm chiếc xe ra đường nẹt bô là đỉnh hả? Anh em chơi kỳ vậy. Ra đường nẹt bô chiếc xe là đỉnh hả? Ra đường người ta đánh giá vô là xe, người chơi xe sẽ như thế nào. Đó, còn idol của mấy em á, có ngồi chơi chung game với mấy em không? Có vui vẻ rồi chơi chơi mấy em không? Hơn nhau là hơn nhau cách sống á, cho nên mấy em đừng có bao giờ so sánh hết đó. Hiểu chưa? Đó, còn những anh em tới đây thì chơi chơi lâu là biết rồi. Thì mình có hỗ trợ thay nhớt rồi này nọ cho anh em rất là nhiều. Nói chung làm rất là nhiều. Thậm chí là có những con xe mình thích, mình cảm thấy nó đẹp là mình luôn là kiểu như là mình nhận dọn luôn, giống như con su này. Từ bộ tem tới cây bô tới cái con ốc là mình dọn hết. Anh em mình nhìn đi, quay cho anh em coi. Là mình dọn hết cho thằng em. Thằng em nó sẽ là tên là Yuki Thành Phát. À, lâu lắm rồi chưa cho anh em đây, cho anh em nghe tiếng bô con này đã. Con này thì mình đã bán cho một người em rồi. Mục đích anh em, mình làm clip này là để anh em tự tin qua chơi hơn. Không có nhiều anh em người ta ngại á, người ta không dám qua. Đó thì cái mà mình cho rửa xe anh em á, là cái cũng để anh em qua, để anh em nhắm nhìn con xe. Có thể hôm nay là anh em không có thể mua xe được, nhưng mà anh em qua coi nó để anh em phấn đấu hơn, anh em có thể mua xe nhiều hơn. Mình sẽ không nói tới những anh em giàu người ta thích thì người ta mua, thì nó quá đơn giản rồi. Tiền người ta có sẵn quá đơn giản, nhưng mà có những anh em đối với người ta là cả một niềm đam mê. Tại vì hồi nhỏ mình biết khi người ta nhìn con xe vô người ta thích lắm. Người ta kiểu như là nó là đam mê của mình. Nó khi mà mình tiếp cận đặt tay lên nó, mình rất là thích, mình rất là đã. Cho nên biết cái điều đó, cho nên mình hỗ trợ anh em hết mình. Có cái gì thì anh em cứ nói, ừ anh Minh ơi muốn chụp hình cái xe này thì thoải mái, không có gì đâu anh em. Nó rất là đơn giản. Đó. Còn cái con này mình khoái cổ bô nó. Con Z1000 á là nó nổi tiếng là cây bô á, nó có 4 cái lỗ phía sau. Nói đơn giản cho anh em dễ hiểu là nó đẹp, là đẹp cây bô. Cho nên cái con này á là mình làm về bô luôn, về bô thôi. Anh em thấy không, cái cổ bô nè, mình rất là thích cái cổ bô của nó.
Quay thấy cổ bô phía trước nè, quay phía trước đó, mình rất là thích cái cổ bô của nó. Làm thợ gia công thủ công anh em mới được như vậy đó. Sẵn cho anh em nghe tiếng bô luôn. Thì sắp tới mình sẽ cố gắng tìm nhiều dòng bọt dữ dữ để chưng cho anh em chụp hình chơi. Nếu như mà không có dịch bệnh là anh em ra cà phê là ngon rồi. Tại vì mình nó là giữ trong người mình, nó lúc nào rồi cũng phải giữ 2 tỷ riêng. Cái hai tiền 2 tỷ riêng là để kiểu như là mua xe để chưng á, mua xe để cho anh em ngắm hoặc là anh em chụp hình á. Thì 2 tỷ thì sẽ mua được cái gì? Mua được khoảng một con cá mập nè, cá mập xe cũ nha, một con cá mập nè, một con FB1 nè, thì một rồi một con Ducati nè, rồi một con R1 chẳng hạn, là được 4 chiếc là 4 hãng rồi đó. Thì được 4 chiếc là chưng là được rồi, ok rồi đó. Nhưng mà mình nói thẳng, mình không phải là sống ảo. Là dịch bệnh mình khó khăn, mình không có thể làm cái quán cà phê đó được. Mình thiếu nhân lực, rồi dịch bệnh thiếu tiền. Cho nên cái ấp ủ của mình dành cho anh em nó không có được. Dành cho những người subscribe kênh của mình làm không được. Không được thì nó không được. Khi nào có tiền thì mình làm thôi, thẳng định. Còn mình hết tiền nó hết tiền, có tiền nó có tiền, đúng không anh em? Cái đó là sống thiệt. Chứ không phải là lên mạng rồi này nọ bốc phát rồi mượn xe người ta review rồi nói này nói nọ đâu ha. Nếu như mà bạn giỏi là bạn đã làm kỹ sư rồi, bạn đã sản xuất ra chiếc xe rồi, chứ không phải bạn giỏi là bạn ngồi bạn bốc phát đó. Rồi cho anh em nghe tiếng bô ha. Cái vít 1000 mà anh em bỏ bầu mà anh em lên cái cổ giống mình nữa thì cái hơi nó ra đã lắm. Nó đã lắm. Nó rất là đã, rất là feel và chạy cũng rất là đơn giản. À, và về cái vấn đề mà anh em giờ là phân khối lớn bảo trì bảo dưỡng có khó không? Sẵn nói luôn là không có khó. Ví dụ chơi giống mình là một năm tốn bao nhiêu? Năm là tốn 2 triệu tiền thay nhớt. Rồi tiền đổ xăng không mấy trăm ngàn, tại vì rất là ít đi. Thậm chí một con xe mình mua về có những con xe là chạy chỉ có 20 km thôi là bán à. Đó, nhiều anh em người ta thích quá, giống như con Z 1000 này đó, là có một em nó thích quá nhưng mà mình nói là thôi bây giờ để cho anh để chân một thời gian đi rồi bán. Nhiều rồi con Z 9 này nữa, thằng em nó cũng thích lắm mà mình nói là thôi để thời gian nữa bán cho. Xe hầu như không có đi, những xe mua về là hầu như không có đi, chỉ để chân rồi thay nhớt rồi vệ sinh sạch sẽ rồi để đó chân cho anh em tới chụp hình chơi cho vui thôi. Chứ không có chạy nhiều đâu. Cho nên á, cái phân khối lớn này á, bảo trì bảo dưỡng nặng á, là một phần là do anh em chạy nhiều hay chạy ít nữa. Anh em mua nó về anh em đi tu nhiều, anh em chạy nhiều bào nhiều thì cái số tiền bảo dưỡng của mình nó sẽ nhiều thôi. Còn anh em để đi cà phê cà pháo thì một năm anh em tốn không bao nhiêu tiền thôi. Cho nên anh em đừng có lăn tăn. Nếu như cảm thấy mình đi nhiều thì bảo dưỡng nhiều thôi. Nó đơn giản lắm. Đó là cái clip mà mình nói với anh em. Còn một điều nữa đó là mỗi chiếc xe á, anh em chịu khó chơi xe đừng có phân biệt xe nhỏ xe lớn, bởi vì mỗi chiếc xe nó có cái hay riêng á. Mình thích là thích cái điểm này nè, cái con xe 150 chạy cảm giác nó khác à, mình chạy cái cảm giác mình nó khác, mà một cái con bốn máy chạy cảm giác khác, chứ không phải là có một cái con xe bốn máy mà nhìn xuống con xe một máy, một con xe nhỏ là mình chê, không có. Giống như cái thiết kế của cái con MT15 này à, nhìn nó rất thể thao mà nó sao sao á, nhìn cái đường nét nó rất là đã, nhìn nó nổi bật, mình vẫn thích chạy, đi ra đường mình vẫn thích chạy nó. Có nghĩa là mình đam mê chiếc xe. Mình đam mê chiếc xe chứ không phải là mình đam mê cái sự thể hiện bản thân mình là phải đi con xe dữ. Anh hiểu không? Cái cách mình chơi xe nó khác. Có nghĩa là mình thấy chiếc xe thiết kế đẹp, mình thích cái kiểu dáng nó, mình muốn chạy nó ngoài đường, cảm giác nó khác lắm. Một máy, hai máy, ba máy, mọi xe đều khác. Chứ không phải là anh em đừng có hiểu lầm là chơi bốn máy, chơi xe mấy trăm triệu, 1 tỷ là nó là đỉnh cao, không có. Mình chơi là mình chơi cái vẻ đẹp của con xe, mình cảm nhận cái cảm giác lái của con xe. Khi mà mình mua con xe này về, mình mở ra bên trong xem nó như thế nào, trong nó có cái gì, làm cái gì, bánh nó đi sao, bô nó như thế nào, gia tốc nó như thế nào, tốn xăng nó như thế nào, rồi mình mới đưa lại cái kinh nghiệm, chia sẻ lại cho anh em cái kinh nghiệm thực tế nhất. Chứ không phải thấy người ta đi con xe đó rồi mượn người ta, anh ơi cho em mượn con xe dựng đó, lên mạng đọc thông số, mã lực 100, mã lực
tiêu hao nhiên liệu, dung tích nhớt, rồi lấy cái đó đọc lại cho anh em, rồi chơi này chơi nọ. Rồi không phải, cái đó không phải là cái phong cách của mình. Cái phong cách của mình có nghĩa là đem con xe về, phải đi nó, thử nó như thế nào, chia sẻ lại cho anh em để anh em còn biết được. Những người mà subscribe kênh mình là những người, người ta rất là có kiến thức. Những người đang subscribe kênh mình là người ta rất là kiến thức, tại vì người ta subscribe kênh mình bởi vì người ta tìm hiểu xe và người ta mua cái xe để người ta đi, chứ không phải người ta coi cho vui. Những người hiện tại đang xem kênh mình á, người ta tìm hiểu để sau này người ta mua, cho nên mình phải những gì thực tế nhất. Ừ, con này mình chạy mình canh đúng một cái thông số của nhà sản xuất đưa ra với cái thông số con xe mình đi, hai cái hoàn toàn nó khác nhau. Khi nhà sản xuất đưa ra 50 cây một lít, nhưng mà khi mình đi cái đó có 40 cây một lít, đó nó khác nhau. Rồi khi cái độ giảm sốc của nó mà nhà sản xuất đưa ra khi mà mình chạy á, nó khác nhau, mọi thứ đều khác nhau. Cho nên mình phải chịu khó tối tối á, tại mình rất là bận. Khi những thời gian rảnh mà đi dạo á, là anh em cũng biết là mình lấy xe ra mình chạy vài bữa mà mình mới đưa ra một cái cảm nhận. Đó là con xe nó như vậy, con xe nó là thế. Đưa sẽ chia sẻ đó anh em nào thích thì mua, còn không thích thì thôi. Còn đương nhiên về cái vấn đề kỹ thuật thì mình sẽ không có bằng thằng kỹ sư hãng được. Mình chỉ là một người YouTuber, một người bình thường thôi. Đó, cho nên mình chỉ đưa được tới đó thôi. Còn về mà chê khen thì tùy sở thích mỗi người. Có thể con MT15 này, ví dụ đi, con Z9 này đi, có thể có người thích, có thể có người không thích. Bởi vì sao? Có người thích bởi vì nó nhỏ gọn, nó kiểu như nó nhẹ thì người ta thích. Người ta không thích bởi vì nó gọn quá, người ta thích hầm hố hơn, người ta sẽ chọn Z1000, ví dụ vậy. Sẽ có người này người kia. Cho nên khi mà mình review là mình sẽ nói hết, ví dụ quan điểm của mình là con xe này mình thích nó chỗ này chỗ kia, con xe này không thích nó chỗ đó, bởi vì nó không phù hợp với mình. Mỗi con xe người ta thiết kế đều có một đối tượng khách hàng khác nhau. Ví dụ như con CBR500 này, người tại vì sao nó hai máy? Tại vì nó sẽ tiết kiệm hơn đó. Và có những người người ta thích âm thanh hai máy, và cái dáng nó bự, bảo trì bảo dưỡng nó nhẹ. Nhà sản xuất người ta rất là khôn anh em, mà anh em YouTuber á, chỉ là một cái gọi là cái hạt cát dưới sa mạc thôi, chứ nhà sản xuất cái đầu người ta lớn lắm, biết bao nhiêu trăm năm người ta mới hình thành ra một cái hãng xe đó. Người ta biết bao nhiêu đời người rồi, người ta mới sáng tạo ra được một cái con xe. Thì người ta có cái đầu đó, không những về con xe mà người ta còn cái đầu người ta về marketing nữa, nó quảng bá thương hiệu nữa, nó rất là kinh khủng đó. Cho nên mỗi cái dòng xe người ta đều nhắm tới một cái đối tượng khách hàng riêng, cho nên không có con xe nào là dư thừa, không có con xe nào mà dư thừa đối với anh em hết á. Con xe nào nó cũng có một đối tượng khách hàng riêng, ví dụ một máy nè, hai máy nè, đó nó có, đều có một đối tượng khách hàng riêng phục vụ cái người chơi xe riêng. Ví dụ như Honda này mà anh em hả, lấy tối đi dạo phố, hoặc là anh em đi ốp, nó cũng ngầu, nó cũng to y chang mấy con phân khối lớn. Còn nhiều anh em nhìn lại nhầm tưởng là 650 đó, chứ đâu phải là có nhiều người là bắt buộc là phải thích âm thanh bốn máy. Có nhiều người lại thích tiếng máy Ducati, tiếng máy rất đặc trưng. Nói chung là mỗi người mỗi đam mê. Nói chung tốt nhất là mình cố gắng hết mức có thể là gom hết tất cả đam mê của anh em về là một, từ phân khối nhỏ phân khối lớn đều chúng ta có thể đều chơi chung được. Và khuyên anh em một câu cuối là anh em là mình không có phải là idol hay thần tượng gì hết, cho nên đừng có so sánh với ai, đừng có bao giờ so sánh mình với ai. Mình chỉ là một người đem đến cho anh em những con xe, đưa đến cho anh em những cái trải nghiệm thực tế. Thì có thể hôm nay là anh em có thể khị mình, nhưng mà tại vì anh em chưa có tiếp xúc nhiều được với mình. Còn những anh em đã tiếp xúc rồi thì sẽ biết con người đó ra sao, người ta như thế nào, người ta đối xử với lại anh em chơi xe sao, thì nó sẽ khác biệt. Còn có thể nhiều anh em người ta chưa có gặp mình, người ta chưa có biết mình, thì người ta sẽ hay nói mình, người ta sẽ so sánh mình người này với người kia đó. Nhưng mà thôi, mọi chuyện thì sẽ bỏ qua hết. Cái quan trọng là mình sẽ cố gắng mình đem đến cho anh em nhiều nhất có thể. Nói chung cái mà mình mong muốn đó, cái mà mình mong muốn mà đem đến cho anh em đó, cái mà mình đang muốn đó, trong cái suy nghĩ của mình đó là đang mong muốn luôn. Có nghĩa là cái quán cà phê đó, và ngồi đó tệ lắm, phải có 5 chiếc xe khủng đó. Có nghĩa là những con khủng của mỗi hãng, để làm gì? Chỉ để cho anh em chụp hình thôi là hết rồi đó.
những cái mình làm mà đem đến cho anh em chỉ để cho anh em chụp hình, để anh em ngồi lên con xe đó, những anh em chưa có điều kiện đó, anh em vui vẻ với nhau vậy là đủ rồi. Đó là cái ước muốn mà mình để thực hiện á, thực hiện mà xong rồi mình không có kiểu như là không có tập trung chơi xe nữa. Khi mà mình làm được cái đó rồi là anh em tới, anh em được sờ lên những cái con xe của mình, anh em vui thì mình cảm thấy vui rồi. Chứ không có phải là thể hiện mình có chiếc xe ra đường rồi làm idol đâu, không có đâu anh em. Anh em đừng có suy nghĩ gì tội nghiệp. Cái mình muốn là cái đó, đó là quán cà phê rồi một dàn xe cho anh em chụp hình thoải mái. Niềm vui của anh em cũng là niềm vui của mình. Thế ra đây hôm nay là những cái chia sẻ mình thật nhất và những cái đam mê và ước muốn của mình. Như cái tiêu đề mình đã đặt á, đam mê và ước muốn của mình. Thì đam mê và ước muốn của mình là đem đến cho anh em những cái trải nghiệm hay thôi. Như vậy là đủ rồi. Nói chung mình sống trên cuộc sống này á, thì mình phải có một cái gì đó đóng góp. Đóng góp cho cái cộng đồng. Cho nên những cái thứ mình làm thì mình sẽ cố gắng thôi. Cố gắng hết mức vì những người chơi xe mà chưa có điều kiện. Chưa có điều kiện thì đương nhiên anh em, có nhiều anh em nói là inbox xin xe sao mà cho được. Con xe mấy chục triệu, mấy trăm triệu sao mà cho được. Nhưng mà cái mình làm được là chỉ để đơn giản chỉ vậy á, là cho anh em đụng được tới cái, chạm được tới rờ được ta tới cái những cái ước mơ của mình. Cái thứ mà mình muốn làm. Nhưng mà thực sự xin lỗi anh em, tại vì dịch bệnh quá căng luôn. Thực sự là nhà mình là gặp rất là nhiều biến cố luôn. Cái dịch bệnh này á, khi mà anh em làm ăn lớn á thì anh em sẽ ảnh hưởng lớn. Đó, cho nên mà cố gắng gầy lại thôi. Rồi mình hết tiền, mình nói hết tiền, đơn giản vậy thôi. Mình hết tiền mình không làm được, mình nói không làm được. Nhưng mà mình hôm nay mình nói ra để cho anh em biết cái đam mê và cái mình hướng tới để lại gì. Đó, đó là chính là cái đó, là những chiếc xe để anh em tới chụp hình, là cái mà mình hướng tới cho anh em. Hầu như không có một cái gì mà gọi là sân si hay là thể hiện, hay là như mấy bạn kia hay cà khịa mày với thằng kia, mày với thằng này, mày với idol này, mày không bằng idol kia, không. Cái đó mình không quan tâm. Mình chỉ nói cho mấy bạn biết là những cái mình làm á là nó dành cho mọi người. Đó. Rồi, thì cảm ơn anh em đã xem cái clip này mà nãy giờ anh em mình nói xàm. Hy vọng xem xong cái clip này anh em sẽ hiểu hơn về cái con người của mình và cái cách mà mình đối xử với anh em chơi xe. Và anh em cứ tự tin đi. Đó, thì nếu như anh em mình qua thì không có gì thì qua, thì rửa con xe rồi ngồi mình coi tivi rồi chơi game rồi ngắm xe. Có con xe nào mà anh em cảm thấy thích thì anh em qua ngắm, cứ tự nhiên không có gì hết. Anh em thậm chí có những bữa mà không có lính á, không có nhân viên á, mình là người chính, mình là người trực tiếp thay nhớt cho xe cho anh em nè, mình là người rửa xe cho anh em nè. Nó không có là cái gì đâu, nhưng mà nó thể hiện một cái phần là anh em tới đây là mình quý anh em. Nó thể hiện một cái phần là mình quý anh em chứ không có cái gì hết. Đó, khi mà anh em đã tới đây là đã cảm thấy là một phần là anh em yêu mến mình, người ta mới tới mình rồi, chứ người ta ghét mình ta đi chỗ khác rồi. Đó, hy vọng là anh em sẽ hiểu hơn mình, chính bản thân mình qua cái clip này. Rồi cảm ơn anh em nhiều. Hy vọng là chúc anh em sau cái mùa dịch này á, mình sẽ phát triển hơn, cố gắng làm lại từ đầu giống như mình. Bây giờ mình sẽ cố gắng làm lại tất cả từ đầu để đem đến nhiều đam mê hơn cho anh em. Và chúc anh em nhiều sức khỏe nha. Tránh bị tình trạng bị F0, F1.